Tion sẽ kiểm tra khả năng lặn của mấy bạn. Tion yêu cầu mấy bạn lặn xa nhất có thể và tự phân phối cái lượng nhịp đều. Rồi bây giờ em muốn lặn mấy nhịp nè Kevin? 5 nhịp đây, 5 nhịp là hết cỡ. Vậy Kevin lặn 3 nhịp đi ha. Rồi em bao nhiêu? Em sẽ lặn 7 nhịp. 5 nhịp. 5 nhịp đúng không? Em? 5 nhịp. Em? Em này 3 nhịp luôn. Mấy bạn phải lặn 2 vòng và đều nha. Bạn nào mà bị mệt á thì sẽ không được học cái chương trình nín thở lặn 5 phút trong vòng 1 tháng. Còn bạn nào mà lặn đúng không mờ tiêu anh mới hướng dẫn. Rồi tiêu anh sẽ kiểm tra. Bơi đều 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 đều. Bạn cô Ro bị lấn lên rồi đó. Đầu tiên Tion sẽ đánh giá mỹ nhân như Simi trước. Bơi không có ké tay chuẩn, hít thở không có đúng. Bơi được, chưa học lặn nín thở lâu được. Người cá Britney lặn mà chưa có lặn sâu xuống nước được nên phải tập thêm. Người cá này lặn cái người nó giống như không có giữ được thăng bằng. Còn người cá này lâu lâu sọc dưa vô không biết chấm điểm sao luôn. Rồi tới phiên người cá Kevin. Em nói là lặn 3 nhịp thì em lặn đúng 3 nhịp, tôi thấy em làm tốt. Mặc dù cái tay chân của em làm chưa có đúng lắm, mấy cái bàn tay em chưa có khép sát lại. Còn người cá tay nói là lặn 3 nhịp nhưng mà 4 nhịp. Mới nhìn phải lặn lần chưa à? Làm sai. Như vậy bạn này là người sai nặng nhất. Trời ơi. Em chỉ là bởi vì không nhớ được cái nhịp của mình luôn. Không nhớ được cái nhịp của mình. Tại vì cái cô kia cãi nó em cho nên em lẽ lặn. Em đừng cãi nữa. Để bằng đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Kỹ thuật là đúng là cái tự nhiên em đang bơi là xẹt ngang qua. Rồi bây giờ chúng ta hãy tuyên dương bạn người cá Kevin nào. Tiếp theo Tion sẽ hướng dẫn cho các bạn người cá kỹ thuật nín thở 5 phút dưới nước trong vòng 1 tháng. Trong vòng 1 tháng. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải bơi đúng kỹ thuật, bơi qua bơi lại
mà không thấy mệt. Hiện tại là thấy bạn nào cũng có vẻ hơi mệt, nhưng mà không có thời gian nhiều, sẵn hướng dẫn luôn một lần để các bạn tự tập ở nhà nha. Hít thở chậm rãi trong vòng 2 phút nha. Sau 2 phút Tion sẽ quay lại và hướng dẫn tiếp. Tion ơi, thở ra bằng miệng hay bằng mũi? Hít vô bằng miệng, thở nhẹ ra bằng mũi. Các bạn nhớ kết hợp với kỹ thuật hít hơi vào phình bụng lên nha, nén hơi xuống bụng nha. Chào Tony, bây giờ Tion sẽ hướng dẫn Tony hít thở kiểu người cá nha. Cái bài này là cái bài giúp cho người cá nín thở lâu nhất có thể dưới nước. Bài này nó có 6 giai đoạn. Thì hôm nay tôi kiểm tra các bạn giai đoạn thứ nhất. Phải luyện đủ 6 giai đoạn mới được. Nhưng mà cái giai đoạn thứ nhất mà làm tốt thì 5 cái giai đoạn còn lại bạn sẽ làm rất là giỏi ha. Đầu tiên, bạn thở nước trong vòng 2 phút để ổn định hơi thở của mình, nhịp tim của mình. Thì khoảng 2 phút là bạn thở nước khoảng 100 đến 120 cái đó, tùy bạn. Rồi bắt đầu bạn thở nước cho mấy bạn khác xem nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Đúng rồi. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Còn bạn người cá tay sao rồi? Rồi. Sau khi hít thở khoảng 2 phút rồi, bạn mới đầu hít hơi vào bằng miệng, phình bụng lên nha. Tion đã hướng dẫn bạn kỹ thuật hít hơi vào bụng nha, chứ không phải vào ngực nha. Rồi bạn nín thở lại, bắt đầu xả hết hơi ra bằng mũi, bụng bạn hóp lại luôn, xả hết hơi ra bằng mũi, xả thật là chậm, hít hơi vô chậm cũng xả hơi ra thật là chậm và bình tĩnh, xả hết hơi ra cho bạn. Rồi bạn kỳ này hả miệng ra, hít hơi vào, cố gắng nén hơi vào thật nhiều, hít vào hết cỡ luôn, phình bụng căng cứng hết cỡ, nén hơi vào hết cỡ nha. Rồi nín thở lại, kỳ này là không được thở ra nữa nha. Bây giờ bạn bắt đầu buông cái suy nghĩ mình đi, đừng suy nghĩ gì trong đầu. Nếu mà bạn thấy khó quá thì bạn hãy nghĩ đến một cái điều gì đó, nhưng mà tốt nhất là không nên suy nghĩ, thì bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng, không bị đốt cháy oxy trong não nha. Rồi khi bạn cảm thấy hết hơi rồi, bạn lại hả miệng ra hít hơi vào thêm, chứ không được xả hơi ra. Hít hơi vào thêm nữa, nín thở lại, làm như vậy vài lần, cố gắng hết cỡ. Nhớ là không được xả hơi ra nha, chỉ được hít hơi vào thôi, không được xả hơi ra. Được chưa? Rồi bạn bị xả hơi ra rồi, bạn thở lại dưới nước 2 phút lại bình thường, quay lại trạng thái ban đầu. Rồi bây giờ bạn người cá tay nói cho tôi biết hít thở sâu nín thở lâu của người cá có mấy chu kỳ thở nè? Dạ có 3 chu kỳ. Rồi chu kỳ thứ nhất là sao? Chu kỳ thứ nhất là chu kỳ nín thở 2 phút. Điều hòa hơi thở. Mấy phút? 2 phút. Là khoảng bao nhiêu lần hít thở? Vậy là 160 lần. Nhiều dữ vậy luôn hả em thở? 120 lần. 100 đến 120 lần thôi. Dạ. Nha. Rồi, chu kỳ thứ hai. Chu kỳ thứ hai là ổn định hơi thở. Ổn định hơi thở. Rồi sao? Làm sao? Lặng gán hít hơi vô, gán nén hít hơi vô sâu thôi, không có cố gắng. Sâu vô đâu? Sâu vô bụng. Rồi sau đó? Sau đó thì mình hơi vô, mình nén, mình thở hơi từ từ. Đúng rồi. Bình tĩnh hít hơi vào thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi mới bắt đầu vô chu kỳ nén hơi nè. Rồi hít hơi vô như thế nào? Qua chu kỳ thứ ba là sao? Chu kỳ thứ ba là mình chỉ hít hơi vô một lần, cố gắng nén hơi thật nhiều vô trong bụng, xong rồi nín thở lại,
giữ hơi trong đó, không có được thở ra, mệt quá thì cũng hít hơi vô thêm chứ không được thở hơi ra. Nếu mà lỡ thở hơi ra thì bắt đầu quay trở lại chu kỳ thứ nhất, là hít thở trong vòng 2 phút tiếp để điều hòa hơi thở ha. Các bạn ơi, bắt đầu thi nín thở lâu với nhau nha. Các bạn cùng nhau làm theo 3 chu kỳ rồi bắt đầu úp mặt xuống nước, nín thở. Tion sẽ tính thời gian các bạn nín thở dưới nước. Rồi, sẵn sàng hết chưa các bạn? Thở nước khoảng 100 cái đi. 1, 2, 3, bắt đầu thở nước. Rồi chuẩn bị vô chu kỳ thứ hai là hít hơi vào thật sâu nha, đẩy hơi xuống bụng, xong rồi thở hơi ra thật chậm. Rồi Tion nói các bạn vô chu kỳ thứ ba nha. Xong rồi Tion nó bắt đầu thi là các bạn bắt đầu úp mặt xuống nước nín thở. Rồi bây giờ các bạn ổn định hơi thở tốt hết chưa? Bắt đầu là vô cuộc thi là các bạn cùng nhau hít hơi vào, dồn hơi hết cỡ vô trong bụng ha, là vô chu kỳ thứ ba luôn á, rồi mình úp mặt xuống nước luôn nha. Đây là hết mặt nước rồi, thấy mệt rồi mình nước lên. Đúng rồi, đúng rồi. Được không? Vậy là mình muốn là mệt rồi hít hơi vô nhiều, mình muốn hít hơi vô nhiều là mình phải. Mai mốt thì nín thở là ổn định hơi thở trong vòng 2 phút. Xong rồi hít hơi vào sâu thật chậm, rồi xả hơi ra hết trong bụng của mình. Rồi bắt đầu lần thứ sau là mình hít nén hơi hết cỡ rồi bắt đầu nín thở. 1, 2, 3 là các bạn cố gắng nén hơi thật chặt vô trong bụng của mình nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Kevin, Kevin. Rồi, Tion đã kiểm tra các bạn. Bạn Kevin nín thở trên 30 giây, bạn Whitney nín thở trên 40 giây. Riêng bạn Tai nín thở được có 10 giây là lên 3 lần luôn. Các bạn mà nín thở được 1 phút, Tion mới tính cái khả năng sau 1 tháng mấy bạn nín thở lâu được bao nhiêu. Không có thi lại, mấy bạn tập tiếp đi. Theo cái cách tính á, là ai mà nín thở được 1 phút á, sau tập luyện 1 tháng sẽ nín thở được 3 phút. Còn nín thở được 2 phút á, sau 1 tháng sẽ nín thở được 5 phút. Thì hiện tại các bạn chưa có đạt được điều đó. Chắc sau 1 tháng chị nín thở được cỡ 1 phút mấy, 2 phút. À, trong cái cuộc thi này á, thì Tion hoan nghênh bạn người cá Phúc nha. Rất giỏi nha. Bạn người cá Tai là nín thở quá dở, mới có được 10 giây à các bạn. Tại vì em đang tập luyện 10 giây, 10 giây. Ngày
Rồi bây giờ tạm biệt bạn người cá Phúc nha. Giờ bạn người cá Phúc phải về Vũng Tàu nữa hả? Dạ. Thấy không? Bạn người cá Phúc siêng không? Vừa siêng, không ngại đường xa đến đây tập luyện. Bạn ấy trân trọng từng phút giây. Còn mấy em vô quậy không? Kết quả càng ngày càng kém. Bây giờ mấy em được quậy rồi đó, quậy đi.